Hello, xin chào bạn nha. Hôm nay mình sẽ chơi tôm Plant vs lại tôm Herodac. Tôm mày ốm à? Hút. Đấy, hút ra. Đỡ luôn. Khỏe rồi. Khỏe, đòi chơi ngay à. Gờ muốn đá bóng. Còn bạn thành kia chính ngủ say đấy nhờ. Ốc nhòm à. Ok, mình sẽ vào đá bóng với Ginger. Chơi bóng lửa. Quá nhẽ là vào rồi mà. Không vào. À, mặt nó sút. Thưa. Rồi, chơi vậy thôi. Dậy hết. Dậy hết. Dậy hết. Bọn này gọi nó dậy nó không dậy này. Cứ lượn lượn này thôi. Hàng. Buồn ngủ quá, xếp hàng đây luôn này. Cho đi ngủ lại tôm. Tôm đang lướt ván. Cho thu hoạch. Hoạch cây. Rồi, thu hoạch xong rồi. Lại cho sang thu hoạch nho tiếp. Mình sẽ vào chơi nho. Chơi chơi nho. Chết mi nào. Còn hai quả nho đỏ nữa rồi. 20 vàng. Play. Chào 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 bụng bụng chào chào. Thôi mình ra không chơi nữa. Ok.
Ok. Rồi soi này. Rồi mình cũng chuyển sang tôm heo lắc nhá. Ok, mình đang vào tôm heo lắc rồi. Tôm nhá, let's go. Chơi cái phần tôm này. Này là cái phần mặt đỉnh đó rồi. Ai là kêu định bắn mình rồi, không phải. Ờ, ăn hết tiền rồi đi. Đúng luôn. Bao x3 ok, bắn ta lên để đâu mà cái bài đi rồi. Yeah!
nha, xin chào các bạn.